Kính chào quý vị khán giả của bản tin Hoa Thịnh Đốn, tôi là Phạm Trần. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một vị giám mục ở bên Việt Nam. Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và đồng thời ngài là giám mục địa phận Vinh. Quý vị cũng biết, Đức cha Nguyễn Thái Hiệp nhận nhiệm vụ giáo phận Vinh từ năm 2010. Và sau đó, ngài được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và thưa quý vị còn nhớ, giáo phận Vinh đã trở thành một mũi nhọn đấu tranh cho hòa bình, cho công lý và cho các quyền làm người tại Việt Nam từ khi xảy ra vụ Tam Tòa dưới thời của Đức cha Cao Đình Thuyên. Và khi nhận nhiệm vụ, Đức cha Nguyễn Thái Hiệp lại tiếp tục nhiệm vụ của ngài là để bảo vệ niềm tin công giáo, bảo vệ người công giáo không bị bách hại và bảo vệ đức tin công giáo của giáo dân địa phận Vinh. Giáo dân địa phận Vinh trong thời gian 3 năm vừa rồi đã chịu nhiều cái sự đàn áp của chính quyền. Tí dụ như vụ Mỹ Yên, tí dụ như vụ giáo điểm Con Cuông và nhiều nơi khác nữa. Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã tiếp tục đấu tranh. Và giờ đây, công cuộc đấu tranh của ngài càng ngày càng khó khăn, nhưng với sức kiên trì chịu đựng và sự hy sinh nhẫn nại của ngài đã tạo dựng được một sự bình yên tương đối của giáo phận Vinh nói riêng và của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Chúng con xin cảm ơn và xin kính chào Đức cha. Xin chào anh Phạm Tân và tất cả quý vị khán thính giả của đài Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tôi rất vui mừng và nhân dịp tôi viếng thăm Hoa Kỳ và trùng hợp với thời điểm đặc biệt này của dân tộc và được đến đây để kính chào quý vị và mạn đàm thưa chuyện về một vài điểm. Vâng, thưa quý vị, quý vị nhìn trên màn ảnh thì quý vị thấy là chúng tôi đang ngồi trước cái văn phòng của Bản tin Philadelphia, SBTN Philadelphia, là bởi vì ngài đang ở Philadelphia và chúng tôi đã từ Hoa Thịnh Đốn lên Philadelphia để gặp ngài vì ngài không có thời giờ để xuống Washington DC. Và thưa Đức cha đi sang Hoa Kỳ và trong cái dịp này, xin Đức cha cho biết cái lý do tại sao Đức cha có mặt ở Hoa Kỳ trong thời gian này, thưa Đức cha. Vâng, tôi sang đây ngày 29 tháng 4 với một cái lý do vừa chung vừa riêng. Trước hết là để mừng người anh rể nhân dịp là thượng thọ bát tuần. Vâng. Và sau đó là tham dự vào Đại hội Đức Mẹ La Vang tại Houston. Vâng. Chúng tôi vừa kết thúc. Và tôi đang trên đường đi gặp một số giám mục tại Hoa Kỳ vì chúng tôi có cái chương trình cộng tác trong vấn đề đào tạo nhân sự. Vâng. Đại khái là chúng tôi sẽ có hợp đồng nếu gửi hai người chủng sinh từ giáo phận Vinh sang đây thì sau đó chúng tôi đào tạo bên kia 4 năm và bên này 4-5 năm còn lại. Thì đến khi mà thụ phong linh mục xong thì một người sẽ ở lại phục vụ giáo hội Hoa Kỳ, giáo phận mà chúng tôi có hiệp đồng và một người trở về Việt Nam. Vâng. Thì chúng tôi đang trong tiến trình để ký hợp đồng với một hai giáo phận bên này. Vâng. Thưa Đức cha, dường như là trong cái chuyến đi của Đức cha thì cũng có liên hệ đến vấn đề có ra mắt một cái tập tài liệu của Ủy ban Công lý Hòa bình có liên hệ tới Biển Đông, được gọi là Công lý và Hòa bình trên Biển Đông. Thưa Đức cha, cái tài liệu này đáng lẽ ra đã được thảo luận trong một cái cuộc hội luận ở tại Sài Gòn dự trù tổ chức vào năm 2011. Và lúc đó thì có những cái chuyện mà bên Việt Nam người ta gọi là tình hình nhạy cảm, cho nên là nhà nước ở Sài Gòn đã không cho câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và mà do Đức cha làm chủ tịch để mà tổ chức cuộc hội thảo này. Thế thì thưa Đức cha, ở trong cái tài liệu đó thì thưa Đức cha, ở trong đó Đức cha có viết một cái lời giới thiệu mà nói như thế này: giữ vững Biển Đông không những bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn bảo đảm cho con đường phát triển tương lai đất nước. Nhưng mà thưa Đức cha, thiết nghĩ muốn giữ vững độc lập và chủ quyền đó, thì chúng ta ở bên Việt Nam đó, là phải có một cái chính phủ là của dân, do dân và vì dân.
và một cái sự đoàn đại đoàn kết dân tộc trong ngoài. Hơn nữa là cần phải có một cái quân đội mạnh. Thế thì trong cái cuộc sống thực tế ở Việt Nam, Đức cha đã thấy Việt Nam bây giờ có hội đủ những cái điều kiện như thế chưa? Cảm ơn anh về câu hỏi đi vào điểm nóng của vấn đề hôm nay. Vâng. Nhất là sau cái vụ Trung Quốc kéo giàn khoan 1981, thì vấn đề băn khoăn với Biển Đông, câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình đã tổ chức cái hội thảo đầu tiên vào năm 2009. Vâng. Và có lẽ trong tay anh có một cái bản đó. Vâng. À, tức là hải đảo và Biển Đông và hải đảo Việt Nam. Vâng, vâng, vâng. Thì lúc mà chúng tôi ra cái tổ chức cái hội thảo đó, đó là lần đầu tiên một tổ chức ở Việt Nam và lần đầu tiên có cái hội thảo công khai về vấn đề Biển Đông. Thì lúc đó chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cuối cùng thì cũng được tổ chức. Và ở trong đó thì những cái người chuyên viên cũng như những người mà ý thức về vấn đề thì đã nghĩ đến vâng. là cái biến cố hôm nay. Vâng. Và đã nghĩ đến cái tầm ảnh hưởng của biển đối với Việt Nam. Đến cái hội thảo thứ hai như anh nhắc đến đó, tức là năm định dự định tổ chức vào năm 2011. Tuy nhiên ở lần tổ chức lần thứ hai này, chúng tôi bị đặt trong một hoàn cảnh không thể tổ chức được. Vâng. Tức là những người được mời để tham dự và đặc biệt các thuyết trình viên hầu như là không thể đến tham dự được. Dường như họ bị ngăn cản. Ngăn cản, vâng. Vâng. Họ bị ngăn cản, họ bị một số người hiện thời vẫn làm việc trong các cơ quan nhà nước thì vâng. coi như là bị đe dọa. Vâng. Rồi ngay cả cái hội trường mà nơi chúng tôi định tổ chức thì cũng bị gây khó khăn vâng. là yêu cầu là không được cho phép và phải xin giấy mà để mà có giấy tờ thì vâng. chắc là cái hội thảo đã đi qua rồi. Vâng. Và một số tham dự viên được mời đến thì cũng gặp khó khăn. Vâng. Chính vì vậy, cuối cùng chúng tôi phải hủy bỏ vâng. cái điều đó. Vâng. Tuy nhiên, theo đề nghị của một số anh em, thì chúng tôi cũng xuất bản cái các tham luận đó vâng. Với cái lưu hành nội bộ vâng. trong một cái số ấn bản rất là ít. Vâng. Và rất may thì anh em trong phong trào giáo dân vâng. đã chấp nhận ở hải ngoại đó bảo. Ở hải ngoại đó, vâng. chấp nhận xuất bản cái cuốn đó vâng. mà anh có trên tay. Vâng. Thì trở lại cái câu hỏi của anh, đó là câu hỏi mà chúng tôi băn khoăn từ lâu. Vâng. Và một số thức giả là công giáo hay không công giáo, có một số là thành phần của đảng vâng. thì đã nhận ra cái chuyện đó. Vâng. Và đã nhận ra cái tương lai của Việt Nam nằm rất nhiều ở Biển Đông. Vâng. Vì bây giờ cái lãnh thổ Việt Nam không phải là trên đất liền mà lại ra biển khơi. Vâng. Theo cái công pháp quốc tế vâng. về luật luật biển vâng. năm 1982 thì có thể cái lãnh thổ của mình sẽ gấp 2, gấp 3, vâng. hơn gấp 3 lần. Vâng. Và con đường huyết mạch, con đường ra tương lai là Biển Đông. Vâng. Nhưng mà cái tương lai và cái gia tài Biển Đông sẽ bị chặn do cái tham vọng của Trung Quốc với cái đường lưỡi bò vâng. mà trong hai cuốn sách chúng tôi đều đề cập đến. Vâng. Thì cái lúc mà chúng tôi tổ chức cái cuộc hội thảo đầu tiên, vâng. thì lúc đó thì báo chí ở Việt Nam, báo chí công của nhà nước cũng như báo chí chưa nhắc đến cái chỗ là tàu Trung Quốc. Vâng. Và lúc đó chỉ nói là tàu lạ, vâng. Có tàu vâng. lạ vào xâm tàu nước chiếm. Ngoài. Tàu lạ vâng. và tàu nước ngoài vâng. vào xâm chiếm. Thì ngay trong cuộc hội thảo đó, có người đã hỏi tôi là xin linh mục cho biết là lâu nay báo chí vẫn nói tàu lạ, tàu nước ngoài đến xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam rồi đàn áp các ngư dân. Thì xin linh mục cho biết tàu lạ đó là tàu gì? Tôi nói là đáng lẽ ra quý vị nên hỏi chính cơ quan của nhà nước, vâng. cảnh sát biển, rồi bộ đội biên phòng. Tôi là ai mà có thể trả lời câu hỏi đó?
Tuy nhiên, vì quý vị đã hỏi, tôi cũng xin được mạn phép trả lời. Tôi nghĩ rằng tàu lạ hay tàu quen, tàu to hay tàu nhỏ, tàu mới hay tàu cũ đều là tàu cả. Thì hôm nay không có ai lại dám nói tàu lạ. Và hôm nay cũng đã nhận rằng cái giàn khoan đó là giàn khoan của Trung Quốc, chứ không phải là giàn khoan của nước ngoài nữa. Cái câu hỏi quan trọng nhất mà anh đặt ra, đó cũng là một băn khoăn của rất nhiều người Việt Nam hôm nay để đối diện với tình hình hôm nay. Chính quyền đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì? Một số người vẫn nghĩ rằng trong hoàn cảnh hiện tại cần phải có sự đoàn kết của tất cả những người con dân của Việt Nam, ở trong cũng như ngoài nước, thuộc các tôn giáo cũng như các chính kiến khác nhau. Phải chăng cần có một hội dân hồng mới để quy tặng lòng dân và lòng người? Và nhìn lại quá khứ thì chúng ta thấy rằng đất nước đã trải qua những cuộc xâm lăng rất là tàn bạo. Nhưng mà sở dĩ mà thắng được là nhờ sự đoàn kết của dân tộc. Thì hôm nay có lẽ cần phải có một cái dân hồng mới. Bởi vì cũng như anh hỏi, xét về phương diện vũ khí, thì qua những video mình thấy thì ta thấy lép vế trước Trung Quốc. Nếu mà chỉ có đối thoại tay đôi thì có lẽ là con đường của chúng ta sẽ không đi đến đâu và mất dần lãnh thổ, mất dần Biển Đông. Vâng, thưa đức cha vừa đề cập nhiều đến cái giàn khoan của Trung Quốc ở 1981. Và Đức Cha cũng nói về cần có một cái hội nghị riêng hồng. Và Đức Cha cũng đề cập tới cái vấn đề nếu mà chỉ đối thoại tay đôi thì chưa chắc đã đi tới kết quả như thế nào. Thì thưa Đức Cha, cái điều đó có nghĩa rằng là Đức Cha muốn nhà nước đứng ra tổ chức một hội nghị toàn dân trong và ngoài để tạo sự đoàn kết, để cho ý kiến nhà nước xem là phải chống đối kẻ xâm lược như thế nào. Nhưng mà đồng thời ở một khía cạnh khác thì Đức Cha cũng đề cập tới cái vấn đề là cái giải pháp nói chuyện tay đôi, nói chuyện song phương, tức là nói chuyện mà theo ý của nhà nước Bắc Kinh đó, là họ không có muốn đối thoại với các nước khác, họ không có muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, mà họ chỉ muốn nói chuyện song phương giữa các nước có tranh chấp với Trung Quốc mà thôi, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Thì thưa Đức Cha, tại sao Đức Cha có thể nhìn thấy là tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại không có muốn xúc tiến cái việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và không đi theo con đường của Phi Luật Tân là kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế từ trước cho đến bây giờ, mặc dù Phi Luật Tân đã mời Việt Nam tham gia cùng họ kiện Trung Quốc quấy phá Biển Đông ra trước tòa án quốc tế mà Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa làm. Thưa Đức Cha, cái nguyên nhân sâu xa cái vấn đề nó như thế nào? Tôi cũng không phải là một chuyên viên chính trị, cũng không phải là một chuyên viên Biển Đông hiểu theo nghĩa chặt. Chỉ là một người lãnh đạo tôn giáo, một người công dân yêu nước và băn khoăn trước tiền đồ của dân tộc. Nhưng mà từ lâu chúng tôi đã đặt ra câu hỏi đó. Đặt câu hỏi đó trong những nhóm nhỏ cũng như nhóm lớn hơn. Và thấy đó là cái câu hỏi tại sao? Phải chăng có những hiệp ước ngầm? Phải chăng có những tương quan không trong sáng? Thì có lẽ hôm nay trước cái biến cố của giàn khoan 1981 là cơ hội để nhà nước bạch hóa những chuyện đó với nhân dân. Và có lẽ đây là một sự lựa chọn nên đặt quyền lợi của dân tộc trên quyền lợi của ý thức hệ hay quyền lợi của đảng phái. Vì nước mà mất thì tất cả còn gì để mà quyền lợi đó nữa. Thì nhìn lại lịch sử của dân tộc và gương của tiền nhân thì tôi thấy rằng đây là thời điểm mà đòi hỏi nhà cầm quyền cũng như tất cả dân tộc Việt Nam phải đoàn kết mà làm mạnh hơn. Nhân dịp này qua mấy video truyền hình thì cũng cảm ơn một số chiến sĩ cũng đã can trường
để ngăn cản giàn khoan đó. Nhưng mà ta thấy rằng nếu mà chỉ có nhìn trên cái phương diện là về quân sự mà thôi, thì có lẽ là ta không ngăn cản nổi. Vâng. Thì chính vì vậy chúng tôi đã nhiều lần đề cập trong hai cuốn sách của chúng tôi, vâng, phải quốc tế hóa, vâng, và công khai hóa câu chuyện của Biển Đông, vâng, câu chuyện tham vọng của Trung Quốc. Vâng. Và chúng tôi cũng có đề nghị trong các một số bản ký kết, bản tuyên ngôn, và đề nghị là đưa cái chuyện Biển Đông và đặc biệt cái giàn khoan này ra cái trọng tài của Liên Hợp Quốc. Vâng. Và cộng tác với Phi Luật Tân và các nước lân cận như là Mã Lai, Indo. Vâng. Để đưa cái chuyện này ra trước tòa án và cơ quan của Liên Hợp Quốc. Bởi vì có lẽ đây là một cơ hội đặc biệt để nhà nước và nhân dân Việt Nam nhìn rõ hơn cái thực trạng về cái tham vọng của Trung Quốc, về cái tham vọng Đại Hán và bành trướng Biển Đông. Chính vì vậy, nếu mà cứ tiếp tục là đối thoại song phương giữa hai nước, thì Việt Nam càng ngày càng mất dần. Bởi vì đối thoại song phương giữa một nước lớn với nước nhỏ, giữa những hai nước cùng ý thức hệ với nhau, thì chúng ta càng ngày càng lắp vế 16 chữ vàng, tinh thần rồi bốn tốt, vâng, rồi vâng. Tất cả những chuyện đó chỉ là lời nói hoa mỹ, vâng, trước một thực tế đau thương. Vâng. Thì trong cái văn bản của Ủy ban Công lý Hòa bình, cũng như văn bản của Hội đồng Giám mục, vâng, chúng tôi cũng đã nhắc đến chuyện đó. Vâng, vâng, thưa Đức cha vừa mới đề cập tới cái hai văn bản mà mới phổ biến trong vòng 24 giờ đồng hồ qua. Thì thưa Đức cha, ở trong đó có đề cập tới cái quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là cái lập trường của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thì ở trong đó, thưa, có nói rõ rất rõ một cái điểm mà có liên hệ đến những cái câu nói vừa qua của Đức cha, con xin đọc như thế này. Là ở trong đó có nói rằng là những thỏa ước tôn trọng tình hữu nghị hai quốc gia láng giềng giữa hai đảng Cộng sản thực tế đã cho thấy không mang lại ích lợi nhiều cho dân nước mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy. Thưa Đức cha, có phải là ngài muốn nói đến cái thỏa hiệp ngầm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười và ông Phạm Văn Đồng với ông Giang Trạch Dân ở tại Thành Đô không? Và liệu là những cái thỏa hiệp về vấn đề biên giới lãnh hải giữa ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1999 phân định biên giới, rồi lại phân định Vịnh Bắc Bộ, rồi là cái vấn đề quyền đánh cá ở trên Vịnh Bắc Bộ năm 2000, và sau này hai cái cuộc thăm viếng Trung Quốc là của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang đều nói đến những cam kết của phía Trung Quốc là không có làm cho cái tình hình Biển Đông khó khăn hơn, là gây phức tạp hơn, và hai bên đều thỏa thuận là giải quyết bằng những biện pháp hòa bình. Và giờ đây Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Ủy ban Công lý Hòa bình đã đề cập tới những cái điều mà cho rằng là những cái thỏa hiệp đó nó không có đem lại ích quốc lợi dân mà còn đã và đang làm tai hại cho đất nước. Thì thưa Đức cha, chắc chắn là Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là Ủy ban Công lý Hòa bình đã thấy rõ vấn đề đó mà chưa muốn nói rõ ra thôi. Thì nhân cái cơ hội này, thưa, liệu Đức cha có thể nói thêm cái vấn đề đó nữa được không? Vâng. Khi mà đề cập đến thỏa hiệp ngầm, thì một trong thỏa hiệp ngầm đó thì dư luận vẫn nói đến những thỏa hiệp mà anh vừa đề cập. Vâng. Tuy nhiên chúng tôi không phải là chuyên viên, vâng, và cũng không phải là thành phần trong chính phủ, không biết cái nội dung nó thế nào. Vâng. Và qua những cái cuộc thảo luận với nhiều nhóm khác nhau, vâng, thì vẫn đề cập đến thỏa hiệp ngầm đó. Vâng. Và ngoài những thỏa hiệp ngầm mà anh đề cập, rất có thể còn có những thỏa hiệp ngầm khác nữa. Vâng. Từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vâng. Vâng. Năm 1958. Vâng. 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 Cho đến hôm nay, rồi có thể là còn nhiều thỏa hiệp ngầm nữa. Vâng. Thì có lẽ bây giờ
cái vận nước lâm nguy thì đòi hỏi chúng ta phải đặt quyền lợi của dân tộc trên quyền lợi của đảng phái hay quyền lợi của một chính phủ. Thì lúc này để nhà nước có một cái sự được lòng tin của dân thì nên đặt cái thỏa hiệp ngầm đó dưới cái quyền lợi của dân tộc. Và trong một trong thỏa hiệp ngầm thì có cái câu là khi mà đụng đến vấn đề Biển Đông thì không được làm cái gì ồn ào. Mà có lẽ chính vì vậy mà trong suốt mấy năm vừa rồi thì nhà nước hầu như là nghiệt ngã và sử dụng những biện pháp bạo động đối với những người yêu nước mà phản đối, chống lại cường quyền của Trung Cộng trên Biển Đông. Thì tất cả những chuyện đó phải chăng đã đến thời điểm cần được công khai hóa, minh bạch hóa và luôn luôn đưa quyền lợi của dân tộc lên trên. Và nếu có thỏa hiệp đó phải được Quốc hội bàn thảo và được biểu quyết. Và nếu mà khá hơn nữa thì những thỏa hiệp quan trọng cần được là trưng cầu dân ý. Vì đây là những gì liên hệ đến vận nước và tiền đồ của dân tộc. Vâng, thưa Đức cha ở trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa Bình mới công bố và mà Đức cha vừa mới nói chuyện cũng như là chúng tôi mới hỏi Đức cha đó, thì trong này có một cái vấn đề mà người Công giáo hơi thắc mắc, mà người Cộng sản thì lại lợi dụng tuyệt đối cái câu tuyên bố của Đức Thánh cha thứ 16 Benedicto. Ngài nói khuyên người Việt Nam, khuyên Hội đồng Giám mục Việt Nam là người công dân tốt cũng là người công giáo tốt cũng là công dân tốt. Và ở trong hai cái bản tuyên bố này đó, thì các ngài đã đưa ra một cái lời kêu gọi người công giáo phải chứng minh cái lòng yêu nước của mình. Và đồng thời cũng phải đi theo cái giáo huấn của công giáo. Thì câu hỏi đặt ra với Đức cha là liệu nó có trái ngược nhau, lại vừa yêu nước, nhưng mà đối với người công giáo thì phần gần như hết nói rằng là yêu nước không phải là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà nói như Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 thì là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Thì phía Cộng sản thì họ luôn luôn lợi dụng cái câu này chỉ trích rằng là người công giáo không có được làm cái gì trái ý nhà nước, là bởi vì các ông phải có bổn phận của người công dân nữa. Thì Thứ Đức Cha có thể giải thích rõ hơn một chút cái lời tuyên bố của Đức Thánh Cha mà được Hội đồng Giám mục cũng như là được Ủy ban Công lý Hòa Bình nhắc lại trong cái dịp này, trong cái dịp mà đất nước đang có một cuộc khủng hoảng với Trung Quốc, Thứ Đức Cha? Bắt đầu từ Công đồng Vatican II, trong cái lời mở đầu của hiến chế giáo hội trong thế giới hôm nay, thì hiến chế đó nói rằng nỗi vui buồn và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, đặc biệt của những người nghèo khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và âu lo của người môn đệ Đức Giê-xu. Không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang trong cõi lòng người môn đệ Đức Giê-xu. Thì người môn đệ Đức Giê-xu phải đồng hành với đồng bào mình, với dân tộc mình trong những vui buồn và sướng khổ. Vì người môn đệ Đức Giê-xu đồng thời là người tín hữu, nhưng mà người tín hữu sống trong một bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội đặc biệt thì không thể là lãnh đạo với những khó khăn, những sướng khổ, những phát triển của đất nước mình. Thì chính vì vậy, nhiệm vụ của người môn đệ Đức Giê-xu làm sao thi hành được hai cái nhiệm vụ, nối kết được hai vấn đề mà rất là khó khăn, có những giai đoạn tưởng chừng như là không làm được. Đó là người công giáo tốt, đồng thời người công dân có trách nhiệm. Có một giai đoạn như giai đoạn của các thánh tử đạo, khi mà điều kiện xã hội và chính trị nghiệt ngã, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thì cái người công giáo và người tín hữu trung thành thì phải lựa chọn niềm tin. Không phản bội tổ quốc, nhưng mà khi mà hoàn cảnh nhà cầm quyền bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thì cái niềm tin đòi hỏi phải lựa chọn Chúa.
thì các thánh tử đạo Việt Nam đã làm như vậy. Vâng. Không phản quốc. Vâng. Nhưng mà không thể kết hợp cả hai một lúc. Vâng. Thì đành phải lựa chọn. Vâng. Đó là những giai đoạn đặc biệt. Vâng. Giai đoạn bình thường thì làm sao phải thực hiện được cả hai. Thì hôm nay Hội đồng Giám mục cũng như Ban Công lý Hòa bình muốn chứng tỏ được cái gắn bó của mình đối với quê hương dân tộc. Vâng. Và trong một cuốn sách mà tôi cũng đã viết và trong một số bài chúng tôi đã công bố thì chúng tôi phân biệt rõ rệt có một giai đoạn người ta nói yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Vâng. Nhưng mà cái đó là cái không đúng. Vâng. Vì chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta đã trải qua bao chế độ. Vâng. Từ các nhà Đinh rồi Lê Ngô rồi Trần Lý Nguyễn thì tất cả các nhà cầm quyền đó đã qua đi, các chế độ quân chủ đã qua đi. Vâng. Ta không thể nói yêu nước là gắn bó đồng hóa với nhà Trần hay nhà Lý nhà Lê. Vâng. Thì cũng vậy, hôm nay không thể nói yêu nước là đồng hóa với xã hội chủ nghĩa. Vâng. Dù sao chỉ là một chế độ. Vâng. Có thể dài, có thể ngắn. Vâng. Và có thể rất dài nữa nhưng mà cũng không thể đồng hóa. Vâng. Chính vì vậy thì một số người như anh nói đã lợi dụng nói đồng hóa cái là yêu nước, người công dân tốt là người công giáo tốt. Thì vâng. họ người công giáo tốt là người công dân tốt. Vâng. Thì chỉ lấy có nửa vế. Vâng. Nửa vế thôi. Vâng. Một nửa cái bánh mì là nửa bánh mì. Vâng. Nhưng mà nửa sự thật thì không luôn luôn là sự thật. Vâng. Vâng, thưa đi, bây giờ trở lại cái tập sách về vấn đề công lý vào biển trên Biển Đông đó. Ừ. Thì ở trong đó có một cái mục cái trang cuối cùng. Ừ. Thì thưa quý vị có viết như thế này là những kiến nghị cho Việt Nam mà từ hồi đó là đưa ra từ năm 2011 cơ, cách đây 3 năm rồi. Thì trong đó có viết như thế này là tranh chấp Biển Đông hiện nay đang là một điểm nóng. Với sức chạy đua vũ trang của các quốc gia tranh chấp và liên quan đến tranh chấp gần đây đã đe dọa đến an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực. Nhưng mà thưa Đức cha, ngày hôm nay cái vấn đề an ninh và hòa bình ở khu vực đó, nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị trực tiếp phá hoại bởi Trung Cộng khi mà họ đưa cái giàn khoan 981 vào sâu trong nội địa của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chỉ cách cái đảo Lý Sơn coi như tiền trạm để đi ra Hoàng Sa có trên 200 cây số mà họ đã đưa sâu vào bên trong cái lằn ranh của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tới trên 100 cây số. Và họ đã sử dụng võ trang để đàn áp các tàu cảnh sát biển cũng như kiểm ngư của Việt Nam trong mấy ngày vừa qua như là Đức cha vừa mới cho biết. Thì thưa Đức cha, cái vấn đề đặt ra là cái nguyên do sâu thẳm mà đưa đến cái hậu quả ngày hôm nay là do lỗi từ ai thưa Đức cha? Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc? Như người dân miền Trung chúng tôi vẫn có câu nói tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Trước hết, từ lâu một số trí thức, những người mà quan tâm đến vấn đề đã nhận ra cái âm mưu của Trung Quốc. Vâng. Cái mộng bá chủ của họ. Vâng. Tất cả các trí thức đó đã nói lên rồi. Nhưng mà luôn luôn thì không được nghe, luôn luôn bị đàn áp. Vâng. Chính vì vậy mới có cái hậu quả hôm nay. Vâng. Và chính vì vậy thì chúng tôi đặt vấn đề là phải chăng đặt lại cái mối tương quan giữa Trung Quốc với Việt Nam. Và mối tương quan đó xây dựng trên những cái hiệp ước ngầm, không công khai, không trong sáng. Vâng. Thì rất có thể cái sự kiện giàn khoan này là giúp để người mọi người thức tỉnh. Vâng. Người dân Việt Nam đã thức tỉnh lâu rồi. Vâng. Bây giờ ước mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam thức tỉnh trước biến cố đó.
Vì nếu không thì họ rất là ranh mãnh. Những cái chuyện mà Trung Quốc quyết định thường họ lựa chọn cái thời điểm rất là đặc biệt, là chuyện Hoàng Sa, rồi cái Mạc Ga, đảo Mạc Ga. Và hôm nay lúc mà Việt Nam đang mừng mừng Điện Biên Phủ, rồi mừng 30 tháng 4 ở nhà, thì Trung Quốc kéo giàn khoan đến. Đó. Không phải vô tình mà Trung Quốc đã nghiên cứu lâu có rồi, tính toán và đưa ra cái đường lưỡi bò. Đó là một cách để thực hiện cái đường lưỡi bò. Thì nếu cái giàn khoan đó được định vị ở đó, thì từ đó họ lại tính ra 200 hải lý nữa. Rồi từ cái đó là tính dần dần. Và như vậy là tầm ăn dâu. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng bây giờ trước cái thực tế này, đòi hỏi những người lãnh đạo, yêu cầu những người lãnh đạo vì dân, vì nước nên nghĩ lại. Và chúng ta thấy là đối diện với cái tàu Trung Quốc đó, thì mấy cái bộ đội biên phòng của Việt Nam, những cái thuyền Việt Nam thật sự ra như châu chấu đá voi. Và lúc đó phải nghĩ đến vấn đề là kết hợp với tất cả các quốc gia nữa để cái Biển Đông, để quốc tế hóa cái Biển Đông và quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Thì trong đó như Phi Luật Tân đã nhiều lần kêu gọi, và Mã Lai cũng kêu gọi là Việt Nam chung với họ để đưa cái vấn đề đó ra trước tòa án quốc tế và hay là ủy ban trọng tài của quốc tế. Rồi cái con đường huyết mạch của Biển Đông không phải chỉ là của Việt Nam, mà đó là con đường đi từ Nam lên Bắc, con đường của Nhật Bản, của Đại Hàn, rồi của các nước khác, đặc biệt của Hoa Kỳ, của Úc. Thì chính vì vậy phải là quốc tế hóa để tất cả các nước đều có liên quan, để có quyền lợi của họ trong cái Biển Đông đó. Đừng biến Biển Đông thành cái ao nhà của Trung Quốc. Và lúc đó Việt Nam ra khỏi nhà mình 100 hải lý, 200 hải lý đã đụng ngay với biên giới của Trung Quốc. Thì đó là chúng ta có trách nhiệm đối với con cháu sau này. Vâng, thưa quý vị vừa mới được Đức Cha đề cập tới cái vấn đề là cái đường lưỡi bò, cũng như là cái biên giới nới rộng của bên Trung Quốc, cái tham vọng của họ. Thì quý vị cũng biết là cái đường lưỡi bò đó là chiếm 3/4 của tổng số diện tích 3.5 triệu cây số vuông. Có nghĩa là Trung Quốc có một cái âm mưu chiếm gần hết 3,5 triệu cây số vuông ở trên Biển Đông. Và trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển khác. Thì đấy để nói để quý vị có một cái ý niệm là cái sự tham vọng của Trung Cộng nó lớn lao như thế nào. Nhưng mà thưa Đức Cha, bây giờ trở lại cái vấn đề của mình. Là quý Đức Cha vừa mới nói đến cái nhiệm vụ của nhà nước, nhiệm vụ của Đảng. Thì thưa Đức Cha, có một cái điều rất ngạc nhiên là cái Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới khai mạc từ ngày 8 tháng 5 và họ dự trù chấm dứt vào ngày 14 tháng này. Nhưng mà trong suốt cái bài dẫn văn của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như trong cái chương trình nghị sự bằng đó ngày của Ủy ban Trung ương Đảng, thưa Đức Cha, không có một chữ nào đề cập tới vấn đề biến cố ở Biển Đông đang là gây xôn xao dư luận, cũng như là cái sự lo âu, phẫn nộ ở trong nước và ngoài nước, trong người Việt Nam của mình. Vậy thì thưa Đức Cha, là một nhà lãnh đạo tôn giáo, là một nhà truyền thông của công lý hòa bình của công giáo, là một công dân của Việt Nam, Đức Cha có hiểu được tại sao họ lại có thể thờ ơ lãnh đạo đến một cái mức độ như thế? Kể cả Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội không hề có một phiên họp bất thường nào. Kể cả ông Thủ tướng cũng không có một lời tuyên bố nào, ngoại trừ cái lời nói chuyện điện thoại của ông Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với ông Ngoại trưởng Dương Khiết Trì ở bên Trung Quốc. Và ông Dương Khiết Trì đã bác bỏ tất cả những cái lời yêu cầu kéo giàn khoan ra khỏi khu vực hay là ngưng hoạt động của ông Phạm Bình Minh. Thì thưa Đức Cha, là một người công dân trước đã, rồi sau đó là một lãnh tụ tôn giáo, Đức Cha có hiểu được cái thái độ của lãnh đạo Cộng sản trong cái dịp này không? Tôi với tư cách là người công dân cũng như người lãnh đạo tôn giáo,
thì chúng tôi cũng băn khoăn đặt câu hỏi và chúng tôi không có câu trả lời. Và chúng tôi rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của chúng tôi cũng như anh và một số người dân thì họ phẫn nộ chuyện đó. Thì tôi nghĩ là các anh là những người làm thông tin báo chí và ở ngay Hoa Thịnh Đốn. Cảm ơn anh. Mong rằng các anh có cuộc phỏng vấn trực tiếp để cho chúng tôi biết, đưa thông tin cho chúng tôi biết tại sao có cái chuyện như vậy. Khi mà Tổ quốc lâm nguy thì thất phu hữu trách. Và tại sao Tổ quốc lâm nguy mà có đúng như vậy không? Mà những lãnh đạo lại bình chân như vậy thì có đúng là bình chân như vậy không? Hay là đang có những cái toan tính hay là có cái kế hoạch để cứu nguy đất nước? Thì chúng tôi cũng rất mong rằng anh Phạm Trần cũng như tất cả những cơ quan báo chí là có những phỏng vấn trực tiếp để cho chúng tôi biết thông tin về điểm đó. Vâng, xin cảm ơn Đức Cha. Thật sự thì mọi người cũng đều biết. Và riêng những người làm báo của chúng con thì cũng rất là muốn biết. Cũng tất cả mọi người công dân Việt Nam đều muốn biết. Nhưng cái vấn đề đặt ra là liệu Đảng Cộng sản có trả lời hay không? Thì đó là một cái vấn đề khác. Vấn đề nữa, thưa Đức Cha, bây giờ quay sang vấn đề của giáo hội công giáo. Thì thưa Đức Cha, cái sự liên hệ giữa giáo hội công giáo với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì có lẽ kể hàng năm, hàng tháng không hết chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện này, chuyện kia, chuyện khó khăn, chuyện nửa khó khăn hoặc là chuyện giải quyết giả vờ, tự do tôn giáo trên giấy tờ mà Đức Cha đã thường viết. Thì hay là Đức Hồng Y của Giáo phận Huế, Phạm Minh Mẫn cũng đều nói. Rồi là Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình cũng đều nói là trước khi ngài qua đời, ngài vẫn còn sợ Cộng sản sau 10 năm sống với chế độ, vân 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 và vân vân. Thế thì thưa Đức Cha, cái tình hình liên hệ và giao thiệp giữa Giáo hội Công giáo nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam với nhà nước Cộng sản bây giờ sau gần 30 năm đổi mới, nó có khá hơn một chút nào không? Dĩ nhiên, nếu anh so với giai đoạn năm 75, lúc đó thì tôi cũng không ở trong nước. Vâng. Nhưng mà đọc lại những tài liệu, nghe những chứng từ thì bây giờ khác hơn ngày xưa. Vâng. Ở giai đoạn đó, giai đoạn từ năm 80, lúc rồi họp hội đồng giám mục đầu tiên, vâng, thì phải xin phép. Rồi mỗi lần họp hội đồng giám mục thì có nhân viên, của ủy ban, thành viên của Ủy ban Tôn giáo của Chính phủ hiện diện ở đấy. Vâng. Thì cái chuyện đó thì bây giờ không còn nữa. Vâng. Và bây giờ thì mỗi năm Hội đồng Giám mục đã lên chương trình có hai cuộc họp thường niên. Một cuộc họp là sau Phục sinh, một cuộc họp vào tháng 10. Vâng. Là cùng lắm chỉ là báo cáo cho họ biết cái lịch đó thôi. Vâng. Những cuộc họp vừa rồi thì cũng không có thành phần nào của Ban Tôn giáo đến chào hỏi cả. Vâng. Và cái chuyện mà tham dự trong hội nghị thì không còn nữa, ít là từ cái lúc mà tôi được hân hạnh tham dự từ năm 2010 cho đến hôm nay. Thì nó có những chuyện nó cũng tiến triển dần dần. Vì từ khi về Việt Nam gia nhập cái thị trường chung Âu Châu, rồi ký những hiệp ước trên phương diện quốc tế. WOP. Rồi nhất là những ký những hiệp ước về nhân quyền, về tự do tôn giáo. Thì dù là chưa thực hiện được nhưng mà cũng đang phát triển dần dần, bước dần dần. Và từ khi mà có thêm vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh nữa, thì cái vấn đề cũng được cải thiện. Thì chúng tôi là những ngày lãnh đạo thì chúng tôi có nhiệm vụ phải giữ những tương quan, giữ bao nhiêu có thể. Vì cái quan điểm của giáo hội chúng tôi luôn luôn là đối thoại. Đối thoại với cả mọi người, với các tôn giáo, với những người đồng ý, những người không đồng ý. Vì đó là cái con đường của Đức Giêsu thôi. Nhưng mà rồi để đối thoại thì cũng phải có cả hai bên. Thì vấn đề đó thì tùy thuộc nhiều yếu tố. Cũng tùy thuộc những giáo phận khác nhau, những địa điểm khác nhau, những vấn đề khác nhau nữa. Vâng, thưa Đức Cha, khi mà Đức Cha vừa đề cập tới những cái vấn đề khác nhau, những địa điểm khác nhau đó, thì thưa Đức Cha, có cái vấn đề tài sản của giáo hội mà đã được yêu cầu nhà nước giải quyết từ lâu lắm rồi. Từ miền Bắc năm 1954, Cộng sản Việt Nam đã tịch thu tài sản của giáo hội. Rồi đến sau năm 1975 lại tịch thu hay là mượn, nhưng mà
chưa bao giờ trả lại các tài sản của giáo hội ở tại miền Nam. Và từ hồi đó cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những lần hội họp hay là trao qua đổi lại những cái ý kiến, những cái yêu cầu trao trả những cái tài sản lại cho giáo hội để giáo hội làm công tác xã hội, công tác từ thiện. Ví dụ như vấn đề mở trường học, tại sao họ mời người ngoại quốc vào mở trường học ở trong nước? Họ mời những giáo sư Việt Nam ở ngoài này để về giúp nước và họ sẵn sàng giúp đỡ mở trường học. Mà tại sao họ lại không cho giáo hội công giáo Việt Nam nói riêng và các tổ chức tôn giáo khác lại mở những cơ sở xã hội và trường học, trả lại tài sản cho giáo hội? Thưa Đức cha có thể giải thích được không? Cái vấn đề nó phức tạp và nó có một chiều kích lịch sử nó sâu hơn. Vâng. Thì không phải tại Việt Nam giáo hội mới mất đất. Vâng. Mà ngay tại Âu Châu, ngay tại Roma, vâng, rất nhiều trường, nhiều cơ quan của giáo hội hôm nay, rất nhiều cơ quan của nhà nước hôm nay, vâng, là ngày xưa là tài sản của giáo hội. Vâng. Chẳng hạn đến nước Ý, anh vâng đã đến đấy. Vâng. Thì chỗ dinh tổng thống ngày xưa là cái vâng tài sản của giáo hội, rồi vâng một số trường nữa. Rồi bên Pháp cũng vậy, từ thời Napoleon. Thì vấn đề là đặt ra đó, thì chúng tôi cũng đặt vấn đề tài sản của giáo hội trong cái viễn tượng đó. Rồi các nước Đông Âu hôm nay, mặc dù được dân chủ hóa, nhưng vấn đề tài sản, vấn đề đất đai vẫn là một vấn đề cứ tiếp tục được đối thoại, vâng, được trao đổi. Vâng. Tuy nhiên, giáo hội không đặt quan trọng trên vấn đề tài sản bằng vấn đề cái quyền được hoạt động, cái quyền được tham gia, quyền được đóng góp cho dân tộc của các tôn giáo cũng như của các công dân. Vâng. Thì vấn đề được tham dự vào giáo dục và y tế, đó là vấn đề mà giáo hội và hội đồng giám mục đang đặt ra và coi vấn đề đó vấn đề trọng. Vâng. Nếu mà không trả lại thì ta có thể đi kiếm đất ta làm. Vâng. Nhưng mà vấn đề là bây giờ giáo dục đang xuống cấp mà chưa bao giờ xuống cấp trầm trọng như hôm nay. Vâng. Không phải tôi nói mà tất cả các quan chức nhà nước cũng như các chuyên viên đều nói chuyện đó. Nhưng mà tại sao không cho những người tôn giáo được cộng tác? Và tại sao lại mời những nhà đầu tư ngoại quốc, những chuyên viên ngoại quốc vào được mở trường, mà lại người công dân trong nước là công dân của mình lại không được mở trường? Vâng. Thì đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra, vẫn đang nhắc đi nhắc lại. Trong một lần có gặp gỡ với Thủ tướng thì cũng có nói là cái chuyện đó rồi sẽ giải quyết nhanh chóng. Nhưng mà năm này qua năm khác vẫn chưa thấy. Vâng. Thì chúng tôi đặt nặng cái vấn đề đó. Vâng. Cái quyền được tham dự và cái nghĩa vụ được đóng góp cho dân tộc, nhất là cho giới trẻ. Rồi vấn đề y tế cũng vậy. Vâng. Chưa thấy bao giờ mà y tế Việt Nam xuống trầm trọng như vậy. Rồi các cô nhi viện, những bệnh viện đối với người khuyết tật, thì tôi thấy đó là vấn đề mà hôm nay các giám mục đang đặt ra. Thì một vài nơi họ đã thấy chấp nhận, chẳng hạn như ở giáo phận tôi thì Hà Tĩnh, chính quyền Hà Tĩnh vừa cấp cho chúng tôi là 10.000 mét vuông để xây dựng trung tâm khuyết tật. Wow. Có lẽ đó là một cái mô hình mới. Wow. Để cộng tác, để lo cho những thành phần khốn khổ nhất, thiệt thòi nhất trong một đất nước, trong một xã hội đang phát triển, nhất là trong thời toàn cầu hóa này. Wow. Thì vấn đề đó là vấn đề cam go mà theo tôi đặt nặng hơn. Vâng. Vấn đề là cái quyền để được cộng tác, được phát triển. Vâng. Rồi cái yếu tố đất đai là yếu tố thứ yếu. Vâng, vâng, thưa Đức cha, trong câu trả lời của Đức cha có đề cập đến vấn đề tình trạng giáo dục đang là xuống cấp cái thế thảm. Thì tôi nó liên hệ đến vấn đề đạo lý và giáo dục con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam. Và cũng rất trùng hợp với cái đề tài đầu tiên, tức là cái vấn đề đầu tiên mà cái hội nghị Trung ương 9 đang thảo luận tại Hà Nội, khi mà Đức cha với chúng tôi thảo luận với nhau đó, thì cái điều đầu tiên là họ thảo luận về vấn đề văn hóa, suy thoái văn hóa. Ông Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn nói rằng là tại sao gần 30 năm chúng ta đã kinh tế đã phát triển, đã lên cao, mức sống người dân đã lên cao, mà tại sao đạo lý và văn hóa lại xuống dốc? Thì thưa
Đức cha, cái nguyên do tại sao văn hóa và đạo lý của giới trẻ Việt Nam lại xuống dốc một cách thê thảm như thế, nguyên do tại sao thưa Đức cha? Có lẽ là anh Phạm Trần nên đặt hẳn vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Bộ trưởng Giáo dục. Anh đặt vấn đề cho tôi thì anh đặt như vậy vấn đề không đúng chỗ chăng? Và đáng lẽ tôi cũng đặt vấn đề với anh Phạm Trần, xin anh cho chúng tôi biết tại sao văn hóa và giáo dục Việt Nam xuống cấp như vậy. Nhưng mà đó là vấn đề băn khoăn của chúng tôi. Ngày xưa người ta nói dạy chữ để dạy người, thì hôm nay dạy chữ không xong. Điều đó thì không phải là tôi vu khống, mà là như anh nói, Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng công nhận chuyện đó. Sau 30 năm rồi không có một cái sự hiện diện của đế quốc hay của quân thù nào đó. Sau 30 năm độc lập rồi giải phóng rồi mà cái chương trình giáo dục nằm trong tay của chính phủ. Mà tại sao như vậy? Và tại sao giới trẻ Việt Nam hôm nay càng đi học thì cơ hội làm người rồi sống chân thành càng xuống? Tôi rất là ngạc nhiên là năm ngoái cái Viện Nghiên cứu Xã hội, một tổ chức đó nào đó công bố một cái kết quả. Cái kết quả đó gây ngạc nhiên rất cho nhiều người. Thì 22% cái người trẻ mà học ở cấp nhất, tức là tiểu học, nói dối. Lên đến cấp 2 thì con số đó hình như lên 45%. Rồi cấp 3 thì 65%. Lên đến đại học thì 80% sinh viên là nói dối. Thì như vậy, cái nói dối nó từ đâu ra? Có người thì nói là ngay từ cái giáo dục của mình bắt trẻ em nói dối. Rồi chạy theo thi đua. Và vì thành cái tích, chạy thành tích. Và vì cái thành tích đó thì coi như hy sinh tất cả. Hy sinh tất cả. Có những em mà học đáng lẽ thì phải ở lại lớp. Nhưng mà vì thành tích, nếu mà ở lại lớp thì như vậy cái trường đó là mất điểm. Và không những cái trường đó mà cái huyện đó, cái tỉnh đó thành thử phải cho lên. Và như vậy chạy theo thành tích, chạy theo ý thức hệ mà đã quên mất là giáo dục. Là giáo dục cái gì? Ở đây người ta nói đến triết lý giáo dục. Tức là cái mục đích của giáo dục là gì? Chạy theo thành tích hay là giáo dục con người? Và từ đó cái mô hình của giáo dục là lấy lại là cái mô hình nào? Và tại sao trong cái thế giới hôm nay vẫn có những môn mà như một cựu dân biểu ngày xưa đã nói là thầy thì không muốn dạy mà trò không muốn học, mà lại trở thành cái môn bắt buộc. Và thì như vậy thì cái chương trình giáo dục phải đặt lại. Và hôm nay thường người ta đòi hỏi phải chuyên môn hóa cái giáo dục, mà cần đưa cái ý thức hệ ra khỏi giáo dục để có một triết lý giáo dục đúng hơn, cụ thể hóa hơn, vừa phù hợp với văn hóa dân tộc mà vừa đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Nhưng mà tôi không phải là một chuyên viên giáo dục và cũng không phải là người nắm cái quyền quyết định, chỉ nói lên cái băn khoăn của một người dân, cái băn khoăn tổng quát vậy. Vâng, thưa quý vị, Đức cha vừa mới đề cập tới vấn đề ý thức hệ. Thì có nghĩa rằng là ở tại Việt Nam, người ta bắt học trò từ bé cho đến lớn, nhất là các sinh viên đại học, về kể cả các chủng viên, chủng sinh của các tu viện công giáo, đều phải học một cái môn mà không ai muốn học, nhưng mà bắt buộc phải học, đó là cái môn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Ở một cái cuộc trưng cầu ý kiến ở trong nước, có tới 60 và 80% sinh viên họ cho biết cái môn đó là một cái môn không ai muốn học vì không có đem lại thực tế trong đời sống của họ. Và có một cái bức hình mà do một người phóng viên hay là một anh học trò chụp được và đưa lên trên mạng cho thấy là trong một lớp học giảng về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ có một cô giáo và một học trò, thưa quý vị. Cái bức ảnh đó được đưa lên trong vòng một giờ đồng hồ, có tới
gần 100.000 người vào coi và viết rất nhiều lời phê bình. Thì đấy là cái câu trả lời mà Đức Cha không có muốn nói thẳng ra, và tôi muốn nói thẳng ra để cho quý vị hiểu. Thưa Đức Cha, bây giờ thế này, trở lại cái vấn đề của chính Đức Cha. Đức Cha muốn nói thêm, vâng, xin vâng, vâng, tôi xin đính chính cái điều mà anh nói là trong các đại chủng viện dạy lý thuyết Mác Lênin, thì tôi nghĩ rằng không bắt, tức là Bộ Giáo dục bắt các, bây giờ họ bỏ rồi hay sao? Thưa cái chuyện đó không còn nữa. Vâng, có thể trên nguyên tắc, trên lý thuyết là còn, nhưng trong thực tế thì một số đại chủng viện mà chúng tôi biết, vâng, và đặc biệt là đại chủng viện Vinh của chúng tôi, vâng, thì không có dạy chuyện đó. Vâng. Vì có người cũng hỏi là tại sao không dạy, thì chúng tôi, cái ban giám đốc cũng trả lời là tất cả học sinh của chúng tôi đều tốt nghiệp đại học. Thì những cái chương trình đó đã bị học ở thời đại học rồi. Rồi vấn đề an ninh quốc phòng thì trong thời sinh viên cũng đã học rồi. Thành ra ít nhất là tại Đại chủng viện Vinh và một số đại Vinh Thanh và một số đại chủng viện mà tôi biết đã không hề dạy chuyện đó. Vâng, vâng, như vậy tức là cái quyết định là quyết định của chính giáo phận chứ không phải là quyết định của nhà nước bỏ cái môn đó. Vâng, thưa Đức Cha, bây giờ thế này, Đức Cha vừa mới đề cập tới những chuyện của địa phận Vinh đó. Thì xin hỏi Đức Cha là sau cái vụ Mỹ Yên đó, rồi vụ Tam Tòa, rồi là vụ Loan Lý, rồi là vụ thí điểm Con Cuông, giáo phận Vinh của ngài bị nhiều chuyện rắc rối quá. Thì thưa Đức Cha, kể từ ngày Đức Cha về thay Đức Cha Cao Đình Thuyên đó, thì những chuyện dường như nó lại càng rắc rối thêm. Và cái tình trạng từ hồi đó cho đến bây giờ có thay đổi chưa thưa Đức Cha? Sau gần 4 năm mà ngài làm giám mục địa phận Vinh, đã tiến triển một cách tương đối bình thường chưa, hay là giáo dân vẫn bị ngăn cản đi lễ, hay là vẫn bị phá quấy, vẫn bị côn đồ, vẫn bị những cái người được gọi là dân phòng hay là tự phát từ đâu đến phá hoại những cái buổi lễ cầu nguyện, đập tượng Đức Mẹ, đập tượng đánh cha linh mục đại kia đại khái như thế, thì câu chuyện bây giờ nó như thế nào, tình thế bây giờ nó như thế nào thưa Đức Cha? Vâng, cảm ơn anh Phạm Trần đã quan tâm đến giáo phận Vinh là một trong những khúc ruột miền Trung. Vâng. Nơi khúc ruột đó thì luôn luôn có thiên tai, hầu như là hàng năm đều có thiên tai lụt lội. Có một người dân ở quê chúng tôi có nói rằng quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Đó là thiên tai. Nhưng mà bên cạnh thiên tai thì như anh nói cũng có nhân tai nữa. Nhân tai là do đê xả nước, rồi những cái đập xả nước không đúng, không đúng thời điểm, không đúng quy tắc, thì thành gây lụt lội. Rồi có những khó khăn. Khó khăn về Tam Tòa thì thời Đức Cha Cao Đình Thuyên, rồi một số khó khăn sau là Con Cuông, rồi Mỹ Yên. Thì tất cả những khó khăn đó thì cũng có cái thì cũng đã dần dần được giải quyết. Chẳng hạn như Tam Tòa thì chúng tôi đã được cấp lại bìa đỏ thì đất 6.300 m2 để hy vọng để làm cái nhà thờ Tam Tòa sắp tới. Và nhân dịp này thì tôi cũng kêu gọi tất cả những người con của Tam Tòa, những người giáo dân của Tam Tòa, hy vọng rằng cộng tác với chúng tôi để xây dựng lại cái nhà thờ Tam Tòa đẹp hơn, trên cái mảnh đất cũng rất đẹp, 6.300 m2. Rồi đối với cái vụ Con Cuông thì hôm nay cũng đã giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ trong một cái nhà của tư gia, của giáo dân. Vì cho đến đây, cho đến hôm nay thì trước đây cũng vậy, chưa ở thì Con Cuông chưa có nhà nguyện. Vâng. Làm lễ trong nhà của tư gia, và nhà cầm quyền có hứa với chúng tôi là sẽ cấp đất tại một cái địa điểm mà chúng tôi thấy cũng đồng thuận, là địa điểm cũng thích hợp. Nhưng mà lời hứa đó họ nói là vì cái vụ của Mỹ Yên mà chưa được thực hiện, thì hy vọng rằng năm nay sẽ được thực hiện chắc. Vì chúng tôi cũng đã nhắc lại,
cái lời hứa và cái đề nghị của chúng tôi. Và hy vọng rằng năm nay thì được thực hiện chăng. Riêng cái vụ Mỹ Yên thì chúng tôi cũng có đối thoại, rồi hai bên cũng đưa đồng ý là thả hai cái người dân của Mỹ Yên về trước khi thời hạn, là thả họ, cho họ về để mừng Giáng sinh với gia đình. Thì một số chuyện cũng đang tìm cách cho đi vào quá khứ. Cuộc sống luôn luôn có những khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại khó khăn thì cuộc sống luôn luôn sẽ gặp trắc trở. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện đó, những cái vụ đó sẽ đi vào quá khứ. Và hiện thời thì cho đến hôm nay chưa có cái chuyện nào gây khó khăn, cũng không có cái chuyện nào mà nơi mà dân quân cản trở người dân đi tham dự thánh lễ. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái thánh lễ rất là lớn. Như cái kỳ Tết vừa rồi, chúng tôi tổ chức lần đầu tiên cái đại hội cho giới trẻ. Thì cũng có khoảng đến 16-17 ngàn người trẻ mà chỉ là đại diện thôi về tham dự. Rồi lễ đầu năm tại Đền Thánh An Tông thì cũng có đến khoảng 20 ngàn người. Và 13 tháng 6 sắp tới, lễ của Thánh An Tông tại Linh Điện Trại Gáo là Mỹ Yên đó. Thì chắc chắn cũng khoảng độ 20 ngàn hay hơn 20 ngàn người tham dự. Thưa Đức Cha về làm giám mục của giáo phận Vinh cũng gần được 4 năm. Vào cái ngày 23 tháng 7 tới đây thì Ngài sẽ kỷ niệm 4 năm làm giám mục. Và chúng tôi cũng nhớ là khi mà lên chức giám mục cách đây 4 năm thì Ngài có lấy cái khẩu hiệu là sự thật và tình yêu. Thế thì xin Đức Cha nhân dịp này giải thích ý nghĩa của cái khẩu hiệu này. Và cái khẩu hiệu này nó ảnh hưởng tới cuộc đời giám mục cũng như là công tác mục vụ của Ngài tại giáo phận Vinh nói riêng và đối với giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, thưa Đức Cha. Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi quan trọng trong cái đường hướng mục vụ, cũng như trong cái tư cách sống, tư cách làm Kitô hữu của chúng tôi và đặc biệt của bản thân tôi. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Đức Giêsu đã nói như vậy. Và chính vì vậy, chúng tôi trong những cuộc khó khăn, trong những lúc gặp khó khăn, nhất là cái vụ Mỹ Yên vừa rồi, thì tôi cũng nói là chúng tôi tranh đấu cho sự thật. Và chúng tôi cũng chống lại những gì mà giả trá. Và có một lần tôi cũng nói, một lần thất tín, vạn lần thất tín. Tuy nhiên, cái sự thật mà chúng tôi tranh đấu đó phải đi với tình yêu. Và với tư cách là một giám mục thì tôi không thể tách rời cái sự thật khỏi tình yêu, mà cũng không thể dùng tất cả những phương tiện để tranh đấu cho sự thật. Trong một thế giới hôm nay, thế giới đa văn hóa, thế giới dân chủ, thì có nhiều người sẽ có những cách để tranh đấu cho sự thật khác nhau. Nhưng mà chúng tôi là người tôn giáo và là người môn đệ Đức Giêsu, thì cái sự thật đó luôn luôn phải đi với tình yêu. Và nếu không có tình yêu thì lúc đó cái sự thật trở thành một cái gì chai cứng. Có thể là cái sự thật đó được thực hiện trong trại tù, trong trại lính, mà không phải trong xã hội nhân gian và đặc biệt trong giáo hội. Thì thành thử ra đối với chúng tôi, sự thật phải đi với tình yêu. Và chính tình yêu mới là cái yếu tố quan trọng, yếu tố sau cùng. Vì Đức Giêsu cũng mời gọi chúng tôi là tranh đấu cho sự thật, nhưng phải yêu thương mọi người, kể cả những thù địch. Thì điểm đó là cái điểm quan trọng. Dĩ nhiên một số người nói làm sao yêu thương thù địch như yêu thương cha mẹ chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nghiên cứu lại cái bản văn và những cái từ chuyên môn, thì trong cái sự tình yêu đó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Có cái tình yêu mà tự nhiên, tình yêu máu mủ, thì cái tình yêu đó nó chỉ có giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau thôi. Thì không ai đòi hỏi phải yêu thù địch bằng cái tình yêu đó, cũng không có thể. Rồi có cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu giữa những người cùng lý tưởng, giữa những người cùng một niềm tin, như chúng ta vẫn nói, thì cái tình yêu đó cũng không phải là cái tình yêu mà chúng ta dùng để đối xử với những thù địch. Có một tình yêu mà Đức Giêsu đòi hỏi, đó là lòng bác ái, vị tha, tức là thái độ bao dung, thái độ tử tế, đối xử với mọi người, kể cả những người thù địch, không hận thù, không chủ trương lấy oán báo oán, không chủ trương lấy hận thù để làm lẽ sống cho cuộc đời của mình, như người Marxist ngày xưa đã chủ trương lấy đấu tranh giai cấp làm lẽ sống, làm kim chỉ nam. Thì hôm nay một số người Marxist cũng đã bỏ cái đó. Thì người Công giáo chúng ta không bao giờ chủ trương như vậy. Trái lại, như Thánh Phaolô nói, phải lấy ân mà báo oán và đối xử đẹp với mọi người, tôn trọng cái quyền của họ. Vì dù sao tất cả mọi người, dù là thù của tôi, dù là bạn tôi, dù là anh em của tôi, đều được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thì chúng tôi đi theo con đường đó. Có thể một số người không chấp nhận, nhưng mà chúng tôi không thể làm khác hơn xác tín của chúng tôi. Thì hai cái điều đó chúng tôi gắn kết với nhau để đi theo con đường của Đức Giêsu đã chiến đấu cho sự thật bằng chính cái chết của Ngài. Vâng, thưa Đức Cha cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa rồi đó, thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có đi sang Âu Châu và có gặp Đức Giáo Hoàng. Thì dường như là cái tình hình quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam có vẻ như là tiến triển. Thì Đức Cha có thấy cái điều đó không? Và liệu rằng là trong tương lai gần ở Việt Nam sẽ có một vị khâm sứ Tòa Thánh sẽ được về Hà Nội mở văn phòng trở lại hay không? Có hy vọng như vậy không, thưa Đức Cha? Cái đó nó nằm trong tiến trình. Mà cho đến hôm nay, cái sự hiện diện của Tổng giám mục Israeli tại Việt Nam thì đã giúp cho cả hai bên được dễ dàng hơn. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ thực hiện được điều đó. Một số người nói thì vấn đề đó còn lệ thuộc nhiều ở người bạn phương Bắc, anh láng giường phương Bắc. Tức là cha, Đức Cha muốn đề cập tới phía bên Trung Quốc. Vâng, vâng. Vâng. Nhưng mà hôm nay có rất có thể trong cái bối cảnh hôm nay thì cái chuyện đó Việt Nam có thể quyết định mà không có lệ thuộc hay không có liên hệ đến cái chính sách của Trung Quốc đối với Vatican. Và tôi hy vọng rằng trong một tương lai ngắn thì có thể là có sự thực hiện được cái băng giao giữa Vatican với Việt Nam. Nhưng mà đối với những người Công giáo chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng xác định là không đánh đổi cái tương quan đó và cái tương giao đó bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng có nhắc lại một số lần, ngay trong những lần nói chuyện với Đức Khâm Sứ đó, thì chúng tôi, thì bản thân tôi cũng nói như vậy, và một số giám mục cũng nói như vậy. Vâng, thưa Đức Cha vừa nói đến cái vấn đề là hợp tác, nhưng mà không phải là bằng bất cứ giá nào. Và nhưng mà đồng thời thì trong cái lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục đưa ra trong cái mấy ngày vừa qua liên quan đến cái biến cố ở Biển Đông đó, thì có một cái điều là để chứng tỏ rằng là Giáo hội Công giáo luôn luôn hướng về Tổ quốc và muốn mọi người Công giáo Tổ quốc, như là trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa bình do Đức Cha làm chủ tịch, đều kêu gọi cái sự hy sinh cũng như là đóng góp bảo vệ Tổ quốc của người Công giáo Việt Nam. Thế thì trong cái này có một cái lời mà Hội đồng Giám mục đưa ra kêu gọi một cái buổi lễ cầu nguyện. Và thưa Đức Cha, ở trong đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có nói rằng là: Hội đồng Giám mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn dân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát hải giám Việt Nam bị thương. Theo như sáng kiến kêu gọi
một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria của Đức Thánh Cha Francisco ngày 7 tháng 9 năm 2013. Thưa Đức Cha, ở trong này có cái chữ sám hối. Thế thì không hiểu là Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn ai sám hối, thưa Đức Cha? Muốn người giáo dân mình sám hối trước đã. Vâng. Thì vì để mà Chúa nhận lời thì chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phải sám hối, mỗi cá nhân sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, cộng đoàn sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, giáo phận, tỉnh, đất nước sám hối. Vì vấn đề mà xảy ra và đẩy dân tộc vào cái hoàn cảnh hôm nay, rất nhiều người phải sám hối. Từ những người thất phu cho đến những người có trọng trách trong chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một lần mà chúng tôi mong rằng người giáo dân chứng tỏ rằng mình là người công giáo và là người công dân. Và chúng tôi cũng hãnh diện là trong lúc này những cái người mà băn khoăn cho độc lập, tự do và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, phải chăng là một số cơ quan, một số đoàn thể công giáo lên tiếng công khai. Và như vậy thì cũng kêu mời những nhà hữu trách cũng lấy quyết định rõ rệt hơn trong chuyện này. Và ở đây thì chúng một lần nữa tôi thấy rằng chúng tôi muốn hỗ trợ và đồng hành với các nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, những người lính và đã can đảm để bảo vệ được lãnh thổ của mình. Ước mong rằng những người hữu trách có quyền quyết định cũng can đảm để đưa cái vấn đề Biển Đông ra quốc tế để làm mạnh hơn, chứ không ngừng lại đó. Vì nếu ngừng lại đó thì chắc chắn rằng cái giàn khoan đó sẽ hiện diện và lúc đó chúng ta đang mất dần lãnh thổ. Vâng, thưa Đức Cha, trước khi mình kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì thưa Đức Cha có thể cho khán giả biết đây là hai cái tài liệu lịch sử rất là quý giá về vấn đề Biển Đông của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và do Đức Cha làm chủ tịch và phát hành ở Hoa Kỳ. Dạ thưa, làm cách nào để mà cho khán giả người ta tìm được các cái tập tài liệu này? Họ mua ở đâu? Họ tìm thấy ở đâu? Cái tập tài liệu này thì do nhà xuất bản Trí Thức. Vâng. Ở Viện Biển Việt Nam cơ. Việt Nam. Vâng. Còn cái tập tài liệu Công lý và Hòa bình trên Biển Đông thì do Phong trào Giáo dân. Tôi cũng không biết là mua ở đâu, bán ở đâu. Vâng. Và ở đây có một cái điều thì không đúng. Có lẽ là quý anh đó muốn để cho quảng cáo cuốn sách thì họ đề là Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nhưng mà không phải tôi là tác giả, mà trong này có cả những người có nhiều tác giả khác nhau. Wow. Và tôi chỉ là người chủ biên thôi. Wow. Đứng ra chủ biên cái đó. Thì wow. Thành thử ra đây có này, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, rồi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, rồi Đinh Kim Phúc, nghiên cứu viên ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học Mở. Vâng. Sài Gòn. Vâng. Rồi tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng là nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. Vâng. Rồi thạc sĩ Hoàng Việt là giảng viên trường đại học luật ở Sài Gòn. Vâng. Rồi Phạm Hoàng Quân là nhà nghiên cứu độc lập. Vâng. Thì chúng tôi quy tụ một số anh em. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn Đức Cha nhiều lắm. Nhân dịp này tôi xin tặng anh Phạm Trần và tất cả những người cộng tác viên của anh. Vâng. Bức tượng Đức Mẹ Việt Nam. Vâng. Mà sau đây do tôi đề tặng. Vâng, cảm ơn Đức Cha nhiều lắm. Và đây là cái hình ảnh rất thân thương. Trong cái hoàn cảnh đất nước đang gặp khó khăn. Vâng. Thì ngoài vấn đề tranh đấu chuẩn bị của chúng ta, có những lúc phải chăng chúng ta chỉ dựa vào niềm tin, dựa vào đấng linh thiêng. Vâng. Thì cái hình ảnh của Đức Mẹ, người mẹ của Đức Giêsu và người mẹ của chúng ta. Vâng. Cũng như hình ảnh của Đức Phật Bà Quan Âm. Vâng. Đối với người dân Việt Nam, đó là những ngành thân thương. Mong rằng Ngài sẽ đồng hành với dân tộc
đặc biệt với những người lính biên phòng, với những người lính đang gặp khó khăn, đang hy sinh trong giai đoạn này. Thưa Đức Cha, xin thay mặt cho anh chị em bản tin Hoa Thịnh Đốn, xin thành thật cảm ơn Đức Cha đã cho một món quà rất là quý giá và rất là ý nghĩa. Và thưa quý vị khán giả vừa theo dõi một cuộc phỏng vấn rất quan trọng và đặc biệt của chúng tôi với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Ngài là giám mục địa phận Vinh, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài sang Hoa Kỳ kỳ này có những cái công việc riêng và công việc của giáo hội, và chúng tôi rất được hân hạnh và rất đa tạ sự chấp thuận của Ngài để cho chúng tôi phỏng vấn về những cái vấn đề sôi nổi của đất nước, đặc biệt là biến cố sự cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Cộng ở trên Biển Đông, cũng như tình hình nhân quyền, tôn giáo, tự do và các vấn đề xã hội khác. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.